Nếu phải đi lại, tôi sẽ đi đường này. Từng có một câu thơ của Luis Aragon luôn khiến người đời trăn trở để tìm xem những sợi dây vô hình nào đó gắn kết níu kéo chúng ta với cuộc sống này, với thế giới này, với những điều đang diễn ra trước mắt và những điều thuộc về tương lai mà ta không hề biết. Với chính cuộc đời của mình, với ngọn lửa của lòng đam mê khoa học, lòng yêu cuộc sống gửi gắm trong tâm sự, nếu như được sống hai lần, thì lần thứ hai ấy tôi vẫn tiếp tục làm nghề dạy học. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm đã mở ra cho chúng ta biết bao điều về cuộc đời và sự nghiệp. Người đương thời tôn vinh ông như một trong những trái núi tạo nên ngành sử học Việt Nam cận hiện đại. Hãy cùng đi dọc một triền núi ấy để thấy, để học, để hiểu, để cảm nhận và chiêm nghiệm về hành trình văn hóa cuộc đời người trí thức chân chính của thời đại. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình quan lại phong kiến. Mảnh đất ông chào đời là nơi Hải Thượng Lãn Ông ở ẩn bốc thuốc cho dân, là nơi Đình Nguyên, Phan Đình Phùng cùng tướng quân Cao Thắng lập căn cứ Cần Vương đánh giặc Pháp. Năm 1925 cũng là thời điểm lịch sử đầy biến động khi thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai và sự ra đời của Tâm Tâm Xã, rồi Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Từ 9 tháng tuổi, ông theo song thân ra sinh sống và trưởng thành ở Thanh Hóa, gắn với mảnh đất này như quê hương thứ hai của mình. Sau khi đỗ thành trung, ông học trường Quốc học Huế và tốt nghiệp tú tài toàn phần ban triết học văn chương. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ông là một trong những giáo sư trung học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những lứa học sinh Đào Duy Từ, Lam Sơn, Tĩnh Gia ngày đó còn nhớ như in hình ảnh thầy Lâm trẻ trung, da trắng với vóc dáng thư sinh, vừa tài hoa, vừa gần gũi, thân thuộc. Tôi với Lâm là cùng quê, đồng hương, quê Hà Tĩnh. Hai gia đình chúng tôi cùng có mối quan hệ. Cụ thân sinh ra tôi đấy là đỗ tiến sĩ năm 1913. Thì trong số các cái môn sinh của ông cụ nhà tôi đấy là có cụ thân sinh là giáo sư Đinh Xuân Lâm. Cho nên tôi nhớ mãi là ngày xưa lúc tôi còn bé lắm kia, thì cứ thỉnh thoảng đấy thấy cụ thân sinh là giáo sư Lâm đấy lại tới, và có lần giáo sư Lâm cùng đi theo. Thì lúc ấy tôi còn bé lắm, vì anh Lâm hơn tôi những 9 tuổi kia. Nhưng mà tôi có cái ấn tượng về cái mối quan hệ giữa hai gia đình như vậy. Nhưng mà chúng tôi thực sự bạn bè với nhau đấy từ năm 1954, tức là sau lúc miền Bắc được giải phóng và cái trường đại học Quân đội Việt Nam độc lập đấy được xây dựng tại thủ đô Hà Nội. Năm 1954, khi hòa bình lập lại, người sinh viên trẻ Đinh Xuân Lâm được chuyển thẳng lên năm thứ hai Đại học Sư phạm Văn khoa, đồng môn với Phan Huy Lê và Trần Quốc Vượng, hai nhà khoa học lừng danh sau này. Việc giáo sư Trần Văn Dầu, bây giờ là chủ nhiệm khoa, chủ tâm bắt cóc cậu sinh viên miền Trung giỏi giang và khoa sử, có lẽ là sự định sẵn của tiền duyên với người trí thức trẻ yêu văn chương nhưng hiểu rất rộng về lịch sử này. Những năm tháng sống hòa đồng cùng bạn bè, Đinh Xuân Lâm, một sinh viên, giáo viên hưởng lương nhưng vẫn ngày ngày quốc bộ cùng mọi người từ khu học xá Đông Dương cũ, nay là trường Đại học Bách khoa Hà Nội, lên giảng đường 19 Lê Thánh Tông. Trong mắt bạn bè, con người đó sống đơn sơ nhưng tình nghĩa, hay vui chuyện và có lối nói hóm hỉnh, bông đùa mà trí tuệ. Và thực sự, trong số các bạn học, ông là người được thầy Trần Văn Dầu yêu quý nhất. Không phụ lòng thầy, Đinh Xuân Lâm và Trần Quốc Vượng, Phan Huy Lê đã đỗ tam khôi khóa năm 1956. Cả ba được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại khoa lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Được sự dìu dắt của thầy Dầu, ông ở lại bộ môn lịch sử cận hiện đại Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi,
và trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong đội ngũ những người nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận đại như ngày nay. Lúc đó thì giáo sư Trần Văn Giàu đấy là chủ nhiệm khoa, thì ông thấy rằng là muốn nâng cao cái chất lượng giảng dạy đấy thì phải làm hai cái. Thứ nhất là phải xây dựng chương trình. Lần đầu tiên trong các trường đại học mới xây dựng chương trình, tuy đã đào tạo rất nhiều khóa nhưng chưa có chương trình. Thứ hai nữa là phải biên soạn sách giáo khoa mới. Thì xây dựng chương trình thì cũng không khó lắm, tất nhiên sẽ hoàn chỉnh dần, nhưng mà sách giáo khoa thì như vậy là suốt, tôi nhớ là năm 58, đặc biệt là năm 960, 61, 62 đấy, là mấy năm đó cái lớp trẻ chúng tôi đấy là dốc toàn lực vào để viết sách giáo khoa bộ lịch sử cận đại Việt Nam. Thì trên danh nghĩa là giáo sư Trần Văn Giàu là chủ biên, nhưng mà cái người trực tiếp đôn đốc làm việc đấy chính là giáo sư Đinh Xuân Lâm. Thì đây là cái bộ lịch sử cận đại gồm 4 tập biên đấy. Thì đấy, trong khoảng độ 2-3 năm hoàn thành được bộ giáo trình 8 tập, được Bộ Giáo dục lúc bấy giờ là cấp bằng khen đấy, và được tái bản rất là nhanh sau đó. Thì bây giờ nhìn lại công việc đó thì đúng là nhiệm vụ là phải làm thôi, nhưng mà mới tập sự trợ lý mà làm nhiệm vụ của giáo sư. Bây giờ nhiều khi gặp nhau nói lại, và nhất là sau này gặp giáo sư Trần Văn Giàu, chúng tôi vẫn thường nói là thầy bắt chúng em làm liều quá. Thì cô nói thế này đấy, không bắt các chú làm như vậy thì làm sao các chú trưởng thành được nhanh như bây giờ. Tiếp xúc với giáo sư, nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm, bất kỳ ai đều bị cuốn hút bởi vầng trán cao, đôi mắt sáng, mái tóc bạc và nụ cười nhẹ nhõm đến an nhiên. Hình ảnh của vị giáo sư đáng kính không thể tách rời tính cách dễ gần, cởi mở, phong cách bình dị, lối sống mộc mạc, chan hòa, nhân ái trong con người của ông. Bạn bè, đồng nghiệp và học trò luôn tìm được trong sự phóng khoáng, bộc trực của ông cái chất con người nghệ tĩnh, di sản văn hóa xứ Nghệ, một niềm cảm thông, chia sẻ và tin tưởng. Giáo sư Trần Quốc Vượng, người bạn vàng, Ami Jong như ông gọi, đã rất nhạy khi nhận ra trong hành trang tri thức và thế ứng xử của giáo sư nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm nét tinh tế và nghi thức của văn hóa Huế, sự trong sáng, thanh tao, lãng mạn của văn hóa Pháp đã tạo nên nét tính cách hiền lành, nhìn sự đời trôi chảy khá thản nhiên, ít ưu tư, chín chắn mà không rụt rè, thanh thản hơn mà không phù phiếm, ít tham vọng hơn mà không phải không làm việc hết mình cho một kỳ vọng hay lý tưởng nào đó, mang dáng dấp của người quân tử, sửa mình theo đạo trung dung. Ngoài những cái tài năng, kiến thức, trí tuệ, thì một cái điều mà chúng tôi rất mến mộ thầy chính là cái phong cách sống, cái tính chất của một nhà giáo mẫu mực thể hiện trong cái cuộc sống. Cái đó rất đáng quý đấy, là thầy rất là tận tâm và rất gần gũi với sinh viên. Trong cuộc sống ấy, là bao giờ thầy cũng thể hiện một cái thái độ rất là bình thản trước các vấn đề, thể hiện cái bản lĩnh của một cái con người trí thức để hiểu những vấn đề sẽ xảy ra và ứng xử một cách nó hợp lý, hợp tình, và nó có sức thuyết phục đối với người khác. Bốn chúng tôi phải nói rằng là bốn phong cách hoàn toàn khác nhau, thì cái đó ai cũng nhìn thấy cả. Và có nhiều người thường phỏng vấn chúng tôi là các ông khác tính như vậy, làm thế nào không thân với nhau được, không chơi với nhau được. Thì Vượng thì sắc sảo nhất, thì ông bảo là phải khác nhau chứ nếu mà giống nhau thì chỉ sinh được một thằng là đủ thôi, sinh được bốn thằng làm gì, tốn cơm của xã hội. Thì đúng là bốn phong cách rất là khác nhau. Nói đến ông Đinh Xuân Lâm ấy, thì người ta nói đến một cái ông hết sức là một thầy giáo rất là mô phạm, có lẽ là tính tình rất là vui nhưng mà cực kỳ nghiêm túc trong mọi phương diện. Sống vì ước vọng của mình, vì mong muốn của mình được đóng góp rất nhiều vào trong cái sự nghiệp chung. Cái khó nhất là cái lập trường. Nếu mà cái chỗ đứng mình không vững mà thì mình chệch choạc. Có thể nói, ngay từ khởi điểm sự nghiệp sử học, cuộc đời giáo sư, nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm đã gắn chặt với sự nghiệp chồng người. Và dù trong hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống đạm bạc, đêm đêm cặm cụi bên ngọn đèn dầu, đạp xe xuyên đêm từ Đại Từ Bắc Thái về Hà Nội thời kháng chiến, hay khi đất nước đã im tiếng súng,
ông đều coi sự nghiệp nghiên cứu và trồng người là một. Đối với ông, nghề giáo là một nghề cao quý bởi nó là nghề tạo ra lớp trẻ. Người dạy luôn phải tự đào tạo, tự phấn đấu vươn lên, kết hợp giảng dạy và nghiên cứu. Hơn nữa, đây là một nghề mang lại nhiều niềm vui cho người dạy. Năm 1988, khi được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, danh hiệu cao quý nhất của ngành giáo dục, ông đã tâm sự với những học trò đến chúc mừng mình bằng những lời thấm thía. Huân chương vô giá, đối với tôi, đó chính là thế hệ các anh và những thế hệ sau các anh mà tôi đã góp phần đào tạo. Những thế hệ đã và đang đóng góp lao động có ích cho xã hội ở nhiều lĩnh vực. Câu nói đã khiến bao người rơi lệ trước niềm vui và tấm lòng của người thầy mẫu mực và đáng kính. Có thể nói suốt cuộc đời là cái cuộc đời làm nghề thầy, làm ông giáo, từ trung học, đầu tiên là dạy trung học cho đến lên dạy đại học. Thì tôi rút ra được một cái nhận xét như thế này này. Cái nghề dạy học nó có cái cao quý của nó. Tất cả các nghề đều có cái cao quý của nó nếu mà nó giữ được cái phẩm chất chân chính của nó. Thế nhưng mà riêng cái nghề giáo dục ấy thì nó rõ. Và chúng ta thấy rằng là nó là cái nghề đào tạo con người. Mình mang cái kiến thức của mình ra để mà bồi dưỡng, giáo dục cho các cái thế hệ sau. Và cái mong muốn chân chính nhất của người thầy giáo là mong cái người học trò của mình vượt mình. Cái nghề ấy nó có cái hạnh phúc đối với cái người ở trong nghề. Tức là luôn luôn cảm thấy mình trẻ, là vì mình tiếp xúc với học sinh, với những cái tầng lớp trẻ tuổi. Và chính trong cái môi trường đó, khi mà anh toàn tâm toàn ý để anh mang các kiến thức của anh ra để thực hiện cái nhiệm vụ của anh cho nó tốt ấy, thì anh cũng được, chính anh cũng học tập được của học sinh. Và tôi thường nói với anh em là nếu có kiếp sau nữa thì tôi cũng vẫn chọn nghề giáo. Tôi cũng yêu sử, tôi cũng yêu nghề dạy học. Nhưng mà khi nghe thầy nói rằng là nếu có kiếp sau thì thầy vẫn mong muốn được làm thầy giáo dạy sử, tôi rất xúc động, nhưng tôi không hiểu được cái căn nguyên ai đã truyền cho thầy của mình cái nhiệt huyết như vậy. Đến lúc mà đọc những cái dòng mà Phó Giáo sư Nguyễn Phan Quang ghi lại cái tâm sự của thầy Trần Văn Dầu, tôi mới biết rằng là cái tình yêu, cái nhiệt huyết với nghề giáo, với nghề sử đấy, thầy đã được chân truyền từ bậc đại sư vĩ đại là giáo sư Trần Văn Dầu. Và chúng tôi hình dung thầy, từ thầy Dầu đến thầy Lâm, thầy Khánh, thầy Xanh, thầy Hưng đến chúng tôi và lớp lớp sau này, nó như là truyền đăng, nhưng nó như là một dòng tu truyền đăng hỏa cho nhau. Đúng là muốn làm được cái nghề này phải có tình yêu rất lớn, phải có sự gắn bó như là một cái sự gắn bó định mệnh đối với cái nghề này thì mới theo nó đến cùng được. Khi bước vào nghề làm sử những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước, giáo sư Đinh Xuân Lâm đã định hướng và thành công trong nghiên cứu về phong trào dân tộc cuối thế kỷ 19, những đặc điểm của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương. Trong khi đội ngũ các nhà sử học lúc đó tuy chưa nhiều nhưng có không ít người đã nổi danh như Đào Duy Anh, Trần Văn Dầu, Văn Tân, Hoa Bằng, v.v. Ông là một người luôn tự vận động không mệt mỏi, khẳng định bản lĩnh sử gia, có dũng khí vượt qua mọi khó khăn về tài liệu, phương pháp cũng như yêu cầu về khả năng và trình độ để đi sâu vào công tác chuyên môn. Dù là sự kiện lịch sử hay nhân vật ở tầm cỡ nào đều mang lại hứng thú nghiên cứu cho ông. Có nghiên cứu sinh khi được ông gợi mở về những tên đất, tên người mờ nhạt trôi đi trong lịch sử mới nhận ra sự vô khoát trong luận văn của mình khi đề cập những điều đao to búa lớn mà chưa nhìn ra vấn đề từ những chi tiết tưởng như nhỏ nhất. Tình yêu với khoa học lịch sử mãnh liệt đó xuất phát từ tình yêu đất nước thẳm sâu. Cái tình yêu nước, nó là cái chỉ đạo sâu sắc của tôi đối với cái hành động của tôi, công việc của tôi làm sau này. Vì rõ ràng là tôi là yêu nước, là một cái người xuất thân là yêu nước. Nhưng mà bởi vì từ yêu nước cho nên dần dần tìm hiểu về lịch sử của đất nước,
và mới phát hiện được những cái đặc điểm của đất nước, lịch sử của đất nước, và từ đó càng ngày càng gắn bó với đất nước. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm là người uyên bác, đọc nhiều nhưng không thích lối lập luận đại ngôn với những thuật ngữ cầu kỳ. Ông vẫn giản dị thế, bình dị thế mà cẩn mẫn, năng nhặt cho chặt bị vốn kiến thức sâu rộng của mình. Ông có vẻ vô vi mà trí tình, ưa tìm chân lý, đi đến ngọt nguồn lạch sông, nhưng cũng hiểu ý nghĩa của từ chi chi. Ông là điểm tựa về học thuật và tinh thần cho cả một bộ môn, một mã ngành đào tạo lịch sử Việt Nam cận hiện đại. Đọc những công trình của ông, ta thấy ngòi bút sử học cũng như giống tính cách của ông, luôn đĩnh đạc, chắc chắn, tự tin với những kiến giải, tranh luận nhẹ nhàng, hóm hình mà không kém phần sắc sảo khi cần bộc lộ quan điểm cá nhân. Chắc hẳn ông đã trăn trở rất nhiều bên trang viết bởi giai đoạn lịch sử Việt Nam cận đại mà ông chuyên tâm nghiên cứu là một bước chuyển lịch sử không hề giản đơn. Ông nghiêm túc với bản thân khi cần thay đổi cách nhìn và có khi phủ định chính mình, như ông từng nghiên cứu về Phan Thanh Giản, Lưu Vĩnh Phúc, Nguyễn Trường Tộ bằng cái nhìn biện chứng của một nhà khoa học Marxist. Đó chính là tinh thần trách nhiệm, dám đặt lại vấn đề với những sự kiện và nhân vật phức tạp, mà cao hơn là ý thức với những trang viết của mình. Một cái hiện tượng rất đẹp, tức là phong trào cách mạng Việt Nam luôn luôn không ngừng phát triển. Và sở dĩ nó phát triển được như vậy là vì nó đặt trên một cái nền tảng rất là vững mạnh, tức là cái chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là lịch sử cách mạng Việt Nam, thì luôn luôn là chúng ta thấy cái nền tảng chủ nghĩa yêu nước. Với sức viết bền bỉ, dẻo dai và khả năng cộng tác, làm việc theo nhóm hiếm có của mình, giáo sư, nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm đã viết và đứng tên hàng trăm bài báo, 7 đề tài nghiên cứu khoa học và 90 đầu sách. Ông đặc biệt có duyên với loại sách giáo khoa phổ thông, sách công cụ, từ điển. Bộ sách Đại cương lịch sử Việt Nam do ông tham gia chủ biên đã trở thành giáo trình chuẩn của sinh viên khoa sử các trường đại học và cao đẳng. Tiếp nối các thế hệ bậc thầy tiền bối như Đào Duy Anh, Trần Văn Dầu, Trần Đức Thảo, giáo sư Đinh Xuân Lâm xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng ngồi chiếu trên trong làng sử, nghề giáo với hơn 50 năm miệt mài nơi bục giảng. Sau gần 60 năm xây dựng và phát triển, cái di sản của khoa lịch sử để lại trong đào tạo và trong nghiên cứu về sử học có thể nói là xứng đáng là một trong những cái hàng đầu của đào tạo và nghiên cứu sử học của cả nước. 90% cán bộ nghiên cứu của Viện Sử học được đào tạo dưới mái trường khoa sử của Trường Đại học Tổng hợp trước đây và nay là Trường Đại học Khoa số Nhân văn. Thì tất cả các cán bộ nghiên cứu của Viện Sử học đều được giáo sư nhà giáo Đinh Xuân Lâm vừa trực tiếp dạy dỗ đào tạo trong lĩnh vực học tập cũng như nghiên cứu. Trong suốt những năm vừa qua thì các cái công trình nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu, các hội thảo khoa học thì Viện Sử học đều nhận được cái sự giúp đỡ, hợp tác của giáo sư nhà giáo Đinh Xuân Lâm. Hàng mấy chục đầu sách, đủ cả giáo khoa, từ điển, chuyên môn, nửa nghìn bài tạp chí, kỷ yếu cho thấy một khả năng làm việc thật phi thường. Rất nhiều trong số đó là giá đỡ, xương sống cho các cuộc hội thảo, gỡ thế bí và định hướng giúp nhà tổ chức đánh giá đúng nhân vật và sự kiện. Ông là sử gia hiếm hoi hội tụ đủ bút sắc, tâm trong, mắt sáng. Và kỳ lạ thay, người ta chưa từng thấy giáo sư Đinh Xuân Lâm, dẫu chỉ một lần, cao thanh, đại ngôn hay vô đàm quát luận. Tính đối thoại đa chiều trong nghiên cứu lịch sử, không máy móc một chiều. Thầy rất trân trọng những cái ý kiến của các học giả nước ngoài và luôn luôn đặt mình trong cái thế đối thoại học thuật với những cái người mà có quan điểm chuyên môn khác mình. Thầy có những cái trao đổi với Emery, trao đổi với David Ma, trao đổi với các nhà sử học trong nước cũng trên tinh thần trọng chuyên môn, trên tinh thần hòa nhã nhưng không kém phần quyết liệt. Đi theo các thầy rất là mừng,
Thế nhưng mà càng ngày càng thấy rằng là các thầy như những đỉnh núi mình cứ tưởng sắp đến nơi thì lại thấy nó là rất là xa. Đấy. Nhưng mà những đỉnh núi đấy là cái hướng mình vươn tới. Cái mà trong cuộc sống tôi thấy học được thầy là một cái thái độ rất bình tĩnh trước mọi vấn đề. Hầu như là thầy đoán định được cái tình hình nó là như thế và thầy ứng xử một cách nó rất phù hợp. Chưa bao giờ trong mấy chục năm chưa bao giờ tôi thấy thầy cáu đâu. Thầy cáu giận ấy, chưa đâu. Và ở trên lớp thì không bao giờ thầy nói gì nó nặng nề với sinh viên đâu. Nhưng cái điều đó không phải là thầy cho qua đâu. Thầy phê bình đấy. Nhưng thầy phê bình một cách nó có tình, có lý, có sức thuyết phục. Làm ra là sinh viên nghe theo. Trước khi đi theo con đường sử học, người thầy giáo đáng kính đã từng tốt nghiệp tú tài, ban triết học văn chương và từng dạy văn ở các trường trung học. Những người sống trong ngôi nhà biệt thự xanh ở thủ đô Tana, Madagascar hẳn sẽ không quên hình ảnh người thầy giáo Việt Nam Đinh Xuân Lâm lặng ngắm mặt trời lên mỗi khi bình minh và yên tĩnh với sự thiết tha của một tâm hồn nghệ sĩ đa cảm. Giáo viên trường Đại học Sư phạm Tana còn mãi tấm tắc về khả năng nói tiếng Pháp tuyệt vời, đầy âm sắc cũng như giọng đọc trầm bổng thiết tha của thầy khi đọc những vần thơ trữ tình, những áng văn bay bổng của Lamartine, của France hay Chateaubriand trên đất bạn. Khi mà tiếp xúc với các cái giáo viên người Pháp đó, thì người ta tỏ ra rất kính phục. Bởi vì cái tiếng Pháp hiện đại nó khác với tiếng Pháp ngày xưa. Tiếng Pháp ngày xưa là nó bóng bẩy, nó chặt chẽ, nó rất là bay bướm. Thì thầy là tiếp thu được cái tiếng Pháp đó. Thầy đọc những cái vần thơ của Lamartine, thầy đọc những cái mẩu truyện của Voltaire vân vân ấy, thì ngay kể cả các giáo viên mà người Pháp hoặc là người Mada họ giỏi tiếng Pháp đó, họ cũng phải cực kỳ ngạc nhiên. Nhiều khi người ta vẫn tự hỏi rằng không rõ sức mạnh phi thường nào đã nâng đỡ giáo sư nhà giáo Đinh Xuân Lâm trong suốt bao năm tháng qua mà giờ đây, trong mắt học trò, đồng nghiệp, ông vẫn là trụ cột của bộ môn lịch sử Việt Nam cận hiện đại. Hãy nhìn vào đôi mắt tinh anh, hãy cảm nhận nụ cười thanh thản của một bậc hiền nhân dù trải bao kỷ niệm buồn vui, nhưng không có điều gì khiến mình phải băn khoăn ân hận. Với sức viết khỏe đến kỳ lạ, ông không hề biết nghỉ ngơi dù đã qua tuổi cửu thập, và với mọi người, ông luôn là một pho từ điển sống. Những lớp học trò khi thầy dạy trung học có biết bao người danh tiếng, bao thế hệ trưởng thành từ khoa lịch sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, vẫn còn nhớ mãi những trang bản thảo khóa luận, luận văn rồi luận án được thầy cẩn thận tỉ mỉ sửa chữa và góp ý bằng một nét chữ chân phương. Chính họ phần nào đã trưởng thành từ những nét bút ấy và không bao giờ quên những lời nhắc nhở, động viên, khích lệ của thầy để luôn tâm niệm phấn đấu sao cho xứng đáng với thầy, xứng đáng với sự quan tâm dìu dắt của thầy. Với biết bao thế hệ, điều may mắn nhất với mỗi người là được học thầy giáo giỏi, và quả thực thầy Đinh Xuân Lâm là một trong những người thầy đã đem lại cho họ điều may mắn ấy. Báo cáo thầy là với tinh thần là việc rất là khẩn trương của các cái thành viên trong bộ môn, rồi cái hỗ trợ của khoa lịch sử trường cũng đã cùng với lại nhà xuất bản giáo dục Việt Nam để tập hợp in kính tặng thầy một cái cuốn sách. Ở đây là một cái mảng nghiên cứu rất sâu và rất thành công nổi bật của thầy trong suốt cái quá trình nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử tại trường Tổng hợp Hà Nội trước đây cũng như lịch sử nhân văn hôm nay. Tên cái cuốn sách kia chúng em cũng mọi người đặt tên là Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam. Thì cuốn này xin được kính tặng thầy. Từ một thầy giáo nghèo xứ Thanh của hơn 70 năm trước, giáo sư, nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm từng bước chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học nước nhà. Không phải đến thời đại toàn cầu hóa bây giờ, tên tuổi của ông mới vượt ra khỏi biên giới học thuật quốc gia, không còn xa lạ với học giả quốc tế. Phải, cứ đi tới tận cùng, cá nhân sẽ gặp cộng đồng. Đi vào tận cùng sử học Việt Nam sẽ gặp sử học thế giới. Điều gì đã biến một học trò yêu văn
trở thành giáo sư ngành sử, đứng đầu tứ trụ một thời. Điều gì đã khiến Hà Tĩnh, một tỉnh văn hiến mà nghèo khó của miền Trung, sinh ra một Đinh Xuân Lâm, hiền lành, ít mảng danh lợi? Và mảnh đất chỉ bạt ngàn đồi xin không đủ quả nuôi người, lại giàu có về khoa học xã hội và nhân văn. Nếu như trả lời cho câu hỏi đầu thật đơn giản, thì câu hỏi sau vẫn còn là bí ẩn của lòng đất. Hình như lịch sử xưa nay không thiếu những câu hỏi chưa lời đáp.